Mới dậy, con em gái mình đã làm phiền cậu. Cậu luôn mong muốn rằng mình sẽ có một cô bạn gái. Sayu có chuyện muốn nhờ cậu nên hẹn mình tới câu lạc bộ sau khi tan học. Ở phòng này toàn là rác do chị ấy xả ra, còn cô Yuki thì nấp dưới đống giấy lật lên. Nayo vừa dọn vừa trách Sayu về vụ xả rác này. Con bé kia có vẻ như có trình dọn rác khá tốt, có triển vọng tương lai làm lao công. Cả bọn bắt tay nhau lao vào dọn tổng vệ sinh các kiểu. Sau khi xong, mình cho họ về sớm. Khi cậu đang cất đồ, thấy một bức thư tình gửi cho mình. Cậu đứng hình và phải thét lên là ngon vì cuộc đời trai tân của cậu cũng bắt đầu tới hồi kết. Nhưng kèm theo đó là một cái quần, cậu nói chuyện với Soma và khá nghi ngờ khi trên thư không có tên tuổi gì. Soma gọi người gửi là Lọ Lem rồi đưa ra những cái tên, những đứa con gái trong câu lạc bộ. Cậu nghĩ một trong bốn người này là Lọ Lem. Nếu Sayu là Lọ Lem thì chìa khóa cửa có liên quan tới chị ấy. Cây là thủ thư quan trọng của trường và nếu con bé là Lọ Lem, nó sẽ không có đủ tự tin nói chuyện với cậu như thế này. Cô hỏi cậu có thích vòng 1 không, mà cô nghĩ cậu tham gia câu lạc bộ này chỉ vì vòng 1. Trong lúc chơi bóng, cậu vô tình mất tập trung và phải nhập viện do đập bóng vào mặt. Nan trông thấy cậu ở phòng y tế và hai người trò chuyện với nhau. Cậu bảo nếu mình thích ai đó thì cô sẽ giúp mình, chứ cô bảo không hẳn. Nói xong, cô bắt đầu rời đi, mình bắt đầu nghi ngờ cô ấy là Lọ Lem. Ra ngoài cậu gặp Sayu cùng với con cún của cô ấy nhặt được. Con cún này rất hiền và nó không cắn đâu. Sau đó thì nó cũng được về với chủ của mình. Chị ấy đã khá vất vả cho bài dự thi của cuộc thi đó nên cô muốn Mên xoa đầu để giải tỏa căng thẳng. Mên được chị ấy thưởng cho một cái thơm vào má khiến cậu đứng hình vì chẳng hiểu cái gì cả. Tối nay, em của Mên mua được con cá thu khá vừa lòng. Cô ý muốn bữa tối này sẽ có món súp miso cá thu. Cậu đồng ý khen ngon và hỏi Mizu xem nó có biết ai rời câu lạc bộ cuối cùng sau khi dọn dẹp vào ngày hôm qua không. Cô ý nghĩ là Toki và cậu hiểu ra. Lúc đó, cậu rời phòng 10 phút và người có thể để lại lá thư cùng với cái quần hẳn là Sayu. Cậu bước hẳn vào hỏi, nhưng Sayu từ chối trả lời. Mên thấy việc này chẳng khác nào tự hủy. Cô đột nhiên xuất hiện khiến Mên giật mình. Họ đi ăn, Sayu thấy rất ngon vì do đàn em bao. Cô coi thằng bé chẳng khác nào cây ATM của mình. Sayu bảo mình đã rất cảm kích khi Mên vào câu lạc bộ này. Cái ngày hôm cậu tới, cô đã rất hạnh phúc. Chẳng hiểu sao chị ấy đột nhiên bỏ đi và cậu cũng chẳng biết chị ấy có phải Lọ Lem không nữa. Hôm sau, Sayu lúc nào cũng né tránh cậu. Cậu kể cho cô bạn và cô bày cho cậu chiêu cầm chân bạn nữ. Chiều tới, cậu thực hành luôn, nhưng có vẻ nó bạo lực hơn cậu nghĩ. Giờ cậu cũng biết được thủ phạm sau vụ này và cậu đã rất vui. Cô hẹn chiều mai tan học, họ lại gặp ở câu lạc bộ. Hôm sau cậu tới, chị ấy bảo cậu nhắm mắt lại, sau khi Mên mở mắt ra, phải sốt sình sịch với việc cô ấy làm. Mên được cô giáo khen vì việc dọn dẹp phòng sạch sẽ như hôm qua. Cô còn bảo mình quên chìa khóa lúc về, sau khi cậu quên khóa phòng. Vậy có nghĩa là lúc đó cánh cửa đã được mở, cô bé Lọ Lem hẳn đã trả vờ về rồi quay lại. Và sau khi nhận thấy cậu quay lại thì cô vội vã trốn đâu đó trong phòng. Sau khi cậu đi, cô mở từ bên trong và rồi cô giáo tới kiểm tra thì thấy cửa vẫn mở. Giờ nghi phạm được mở ra rất nhiều. Về việc cậu nói chuyện với Toki, Mên không biết được cô ấy có phải Lọ Lem không. Mên đi gặp cậu bạn, kể cho anh ta vụ lần trước của mình. Anh ta nghĩ hẳn cậu đúng là dính phải chứng bệnh, nếu biến một ai đó thành chó thì sẽ bị cảnh sát can thiệp vào. Mên cũng không biết cái cô bé Lọ Lem kia muốn thứ gì ở cậu, có lẽ cậu nên điều tra cả về các cô gái khác nữa. Cậu cảm ơn Nan về việc ngày hôm qua và giờ cậu làm lành với Sayu rồi. Mên lên thư viện mà Say vẫn không tha cho cậu, sau cùng thì cô cũng bị Yu nhắc nhở phải giữ yên tĩnh này nọ. Với tình hiếu thắng, hai bên bắt đầu va chạm ngôn ngữ với nhau. Say khoe mình với Mên và hẹn hò các kiểu rồi khiến Yu bỏ đi. Hai người nói chuyện và bị Kay nghe lén. Cô hỏi rõ Mên về chuyện này, từng chi tiết một mà Say đã nói. Kay để ý cậu gần đây toàn nói về Say nên muốn Mên hẹn hò với mình trong chủ nhật này. Về nhà, cậu nói chuyện ở trường cho con em nghe. Con em muốn giúp cậu biết cách cư xử đúng đắn với một cô gái. Đầu tiên là có mặt sớm, thứ hai khen đồ cô ấy mặc xinh. Hai người hẹn nhau đi xem phim và điều thứ ba cậu luôn phải là người dẫn đầu. Trong rạp phim thì nó bị cấm quay phim trong ngày. Sau đó, hai người họ đi ăn và đó cũng là điều thứ tư. Thứ năm là cậu phải hộ tống cô ấy đi mua sắm cho tới khi cô hài lòng. Họ đã đi rất nhiều cửa hàng nhưng cái kết họ không mua được gì. Hẹn hò thì không nhất thiết phải mua gì đó mới chịu. Mên còn biết đi chậm lại để con bé đi kịp cùng nữa. Đây thực ra là lần hẹn hò đầu của Mên. Cây thực sự rất vui khi biết được tin này. Nhưng trong lúc cô đi vệ sinh, bọn con trai gây nhiễu. Thấy đi lâu nên Mên đi kiểm tra, thấy bọn con trai đang tán tỉnh Cây. Cậu kéo cô ra chỗ khác và xin lỗi cô vì đã không chú ý tới cô. Con bé vừa ôm tay cậu, vừa tới nhà ga. Nếu như Cây là cô bé Lọ Lem thì cậu không biết. Đây có phải là cách họ dành cho nhau nhiều ngày không? Cậu đi nói chuyện với thằng bạn mình và Yu nhắn tin
muốn cậu tới thư viện sau giờ học. Chiều tới, cô bảo mình có cảm giác cậu là người đó. Main thực sự tử tế, chỉ khi cô làm ủy ban thư viện, cậu cũng khá tốt bụng trong cuộc hẹn của họ và cứu cô khi gặp khó khăn. Cô ấy mong cậu xem cô là người duy nhất của mình. Chính vì vậy, con bé muốn Main là nô lệ của mình. Main còn tưởng mình đang nghe nhầm nên hỏi lại. Cô cứ nghĩ đó là một phần thưởng dành cho bọn con trai. Sau đó, cô cho cậu ngậm rẻ nhưng cậu ngất đi và cô còn tưởng mình đã giết cậu. Main tỉnh lại thì thấy mình ở nhà. Xuống nhà thì cô em bảo hẳn cậu đã mơ thấy ác mộng nên mới hét lớn như vậy. Hôm nay, cậu thấy mình muốn trốn học. Nhưng chỉ vì là giả vờ nên con em không đồng ý. Theo như Ju thì cậu đã ngất đi khi nhận được lời tỏ tình. Cậu còn không ngờ tới Ju lại có một bộ mặt tối như vậy. Nếu như cả Say và Ju đều không phải lọ lem thì Nan tới phá tan suy nghĩ của cậu. Lần này mở tủ ra, cậu thấy một cái bra khiến Nan giật mình. May là cậu giấu đi kịp và bên trong là một bức thư của Ju. Con bé làm như vậy vì cậu không tới thư viện, cũng không đọc tin nhắn của cô. Vì con bé dọa cậu sợ quá nên cậu xin té trước. Cậu cần phải về nhà luôn để thoát khỏi địa ngục này. Main càng nghĩ những điều tốt đẹp trong buổi ăn tối hôm nay. Nhưng đang lấy lại tinh thần thì trong tủ giày của cậu có gì đó. Lần này hẳn còn nghiêm trọng hơn cả cái bra kia. Chị Say muốn cậu tới câu lạc bộ ngay, nếu không sẽ bót tấm hình kia lên mạng. Giờ cô đã quyết định mình sẽ trở thành một người hầu. Cậu chỉ có một yêu cầu là muốn chị ấy thay đồ. Giờ cậu phải lấy chìa khóa trong dãy núi kia để mở khóa cho Say. Say muốn cậu mở luôn vì chị ấy đang muốn đi vệ sinh. Cậu giờ có hai lựa chọn: lấy khóa trong vách núi hoặc thấy chị ta ướt hết. Main hết cách, đành thò tay và lấy. Sau đó chiếc còng được mở ra. Nếu cậu không ở đây, chị ta đã ở trong một mớ hỗn độn bi thảm. Vì cậu tới nên Say đã xóa ảnh. Cô bắt đầu đánh dấu mùi của mình để khẳng định chủ quyền. Thú cưng cũng có thể lo lắng nếu không gặp được chủ nhân của mình, nên chị ta muốn Main tới đây. Say muốn cậu làm chủ nhân của mình. Bên tối bên sáng trong cậu bắt đầu cãi nhau để đưa ra quyết định. Sau cùng cậu bảo mình cần phải có tình yêu. Rồi cậu vụt chạy ra ngoài như một cơn gió. Vụ cô bé lọ lem gì đó có vẻ như Main vẫn chưa giải quyết xong. Giờ chỉ còn lại một ứng cử viên, đó là Nan. Đôi khi cô ấy cũng đắm chìm vào Main. Tưởng cô ấy nhìn yêu, ai dè chỉ trừng mắt một cái nhìn cậu. Vậy nên không thể nói là cô ấy đang yêu được. Cậu đoán hẳn là Main đang làm gì đó thì cô ấy mới tức như vậy. Main thấy bọn con gái đúng là bí ẩn. Cậu ước có một công thức để hiểu được cảm giác của họ. Chu bịt mắt cậu và bảo mình đang không mặc gì nên không dám mở mắt ra. Sau đó, cô dẫn cậu tới phòng nào đó và trói cậu lại. Khi mở mắt ra thì cậu nhận ra mình đã bị lừa. Cô ấy muốn trừng phạt cậu vì là một nô lệ nghịch ngợm. Đang lúc cháy bỏng thì Say vào. Cô ấy chê con bé đúng là một con mềm ăn vụng này nọ. Chị ấy có sở thích là theo dõi cây. Say đi tuần xung quanh, nghe thấy tiếng con bé nên mới vào đây. Hai bên bắt đầu cãi nhau chỉ vì tranh giành Main. Và đây cũng là lý do hai người họ không hòa hợp. Main bị giằng xé giữa cả hai nên cứ như lật đật. Nan cũng tới và hỏi xem bọn họ đang làm gì vậy. Nan không thích Main ở bên người khác. Một buổi sáng như mọi khi, Main được khá nhiều người chào buổi sáng. Có vẻ như cậu có điều gì đó khó xử giữa cậu và Mao. Ju xin lỗi về chuyện hôm qua và có vẻ như lúc đó cô đã đi quá xa. Nhưng cô vẫn chưa nói là mình sẽ từ bỏ. Cô ấy khuyên cậu nên nhanh chóng làm lành với Mao. Mặc dù trông cậu có vẻ hơi ngạc nhiên vì nay cô nói mấy câu tử tế với cậu. Cậu lên câu lạc bộ và Say hỏi qua Nan có điên lên không vì cô thấy con bé bất mãn hơn so với bình thường. Say bảo mình sẽ không tấn công cậu ở một nơi công cộng mà sẽ ở một nơi nào đó kín đáo. Ví dụ như bụi chuối. Cô nghĩ Nan là bạn thân của cậu nên nếu chị ta làm hỏng tình bạn thì hẳn cậu sẽ thành chó ngoan. Vì cậu, chị ấy muốn cậu nhanh chóng làm lành. Nan trông khá vui khi được chơi cùng với Main. Thấy họ đứng một mình nên cô rủ họ vào chơi cùng. Vì mục đích của họ tới để giải trí. Và lúc Main bị ngã thì bạn cậu đỡ. Cảnh này thường chỉ có trong phim Nam Mỹ mà không hiểu sao ông tác giả cho vào được. Nan nhanh chóng lưu lại ảnh. Trời đã tối, họ bắt đầu về. Nan tự về được vì nhà cô gần đây, nhưng Main cứ đòi cô đưa về. Lúc về cô tâm sự mọi thứ hiện tại, đúng là vui nhưng cô vẫn chưa hài lòng với nó. Ý cô là chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Đột nhiên trời chút cơn mưa xuống. Đang đi chơi mà dính mưa như thế này thì còn gì bằng nữa. Cô hỏi xem cậu có nghĩ tới chuyện hẹn hò với các cô gái khác không. Main bảo có và đó là niềm mơ ước của cậu. Nan thấy hơi trái ngược vì lúc nào cậu giao tiếp với bọn con gái, mặt cậu cũng như đưa đám. Main bảo đó là một phản ứng không tự nguyện. Sau đó, cậu đi lấy ca cao nóng cho con bé để uống cho đỡ lạnh. Về thấy Nan đang xem ảnh của Soma, cậu bảo cậu thích cô ta nhưng cô lại không công nhận. Nan nhanh chóng xin phép về nhà, còn Main phải đem theo hai lon ca cao về. Cậu cho con em một lon và nó rất thích ca cao như thế này. Hôm sau, Nan cứ ngủ gật, còn Main cứ để ý cô ấy. Lúc về, Soma hỏi cậu về chuyện hôm qua với Nan. Ju nhìn ra việc cậu không thành công trong việc làm lành với Nan. Về nhà thì Main thấy con em đang cầm cái dĩa Soma để quên nên vội giải thích. Cô hỏi cậu gần đây xảy ra chuyện gì à và cậu bảo mình đúng là có vài chuyện khó xử với Nan. Main không muốn tách khỏi chị ta nhưng cậu không biết mình giờ nên làm gì. Nhờ em gái động viên nên hôm sau cậu bắt chuyện được với Nan. Cô ấy dậy rời đi mà chẳng thèm nhìn mặt cậu.
Cô bảo tất cả đều là lỗi của Min khiến cô bực mình, mất ngủ các thứ. Mỗi đêm cô đều nghĩ về cậu, đầu óc rối tung lên. Cô không biết mình phải nghĩ gì cả. Cậu xin lỗi Nan thật lòng. Và cô bảo mình là một người thích việc hai thằng đàn ông yêu nhau. Cô đang viết một tập truyện giữa Min và Soma. Giờ cô không thể dừng lại vì đã có rất nhiều cô gái đang chờ phần kế. Cô sẽ cản trở mọi nỗ lực của Min trong sự lãng mạn. Nan bảo cậu là một thằng ngu vô cảm mà cô không thể đổ lỗi cho cậu ta chỉ vì thiếu sự can đảm của mình. Min về tủ giày và lại có một phong thư gửi từ Lọ Lem. Chu hóa thân thành một con thỏ, mặc dù Min không thích, cô ấy muốn dành nhiều thời gian ở bên Min để biến cậu thành một nô lệ ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy. Say và Yu sau đó chả hiểu kiểu gì, cãi nhau ối rồi ôi. Say gửi luôn một tối hậu thư với vòng một của mình cho Yu. Min thấy căng thẳng quá nên cũng xen vào giảng hòa. Say mời Yu pha trò trước, Nan cũng ở đây hóng hớt vì cô cũng là một người trong câu lạc bộ. Giờ cô cũng mong họ đối xử với mình như là một thành viên của câu lạc bộ. Cả bọn bàn về cuốn sách mà cô đang viết khiến Min hớt hải muốn họ dừng lại. Lúc về, Min cảm thấy giờ cậu thực sự được thanh thản, nhưng cậu lại bị một con bé nào đó đe dọa với một bức ảnh. Lúc đầu, nó thấy cậu dễ thương khi nhìn từ xa, nhưng ngay sau đó, cảm xúc của con bé dâng trào. Và giờ Min đã biết Lọ Lem là ai. Min muốn kết hôn, nhưng nó không hiểu sao mình phải kết hôn với cậu. Để ý xung quanh đây đều là ảnh của cậu và Soma. Cô bảo mục tiêu của mình không phải cậu nên không thể cưới cậu được. Cô thích Aki nhưng chỉ là Groot, tức là cô muốn Min trở thành cầu nối cho cô và Soma. Thiên văn học là việc quan sát các vật thể ở xa mà thậm chí không có một tên lửa nào có thể chạm tới. Chụp ảnh nội thất bên trong câu lạc bộ thư pháp khá là dễ dàng. Bức ảnh kia sẽ rất có hại cho cậu nếu đăng tải công khai. Tưởng con bé này ít tuổi, ai dè nó năm ba. Min phải bất ngờ khi ô tô nói như vậy. Nhìn lại màu váy xanh, đúng là trang phục năm ba. Soma thích trẻ con nên cái này có vẻ hơi khó cho ô tô. Cậu không biết người mà mình nhìn thấy có phải trước con bé bị rơi kem nên cậu nhường phần của mình cho nó không. Nếu cậu mà nói nó bỏ gia đình này thì em ấy hẳn sẽ buồn lắm. Cậu có thể cảm ơn con bé bằng kem hương vị caramel. Với kem thì cô sẵn sàng trả bất cứ giá gì. Ruy băng màu be cũng dễ thương. Trong đồng phục nữ mỗi lớp có một loại ruy băng khác nhau. Hôm sau, Min dẫn con bé ô tô ra mắt Soma. Cô giấu đi giải ruy băng để che giấu thân phận của mình là năm ba. Đầu tiên, họ cứ để Soma gần chị, sau đó tiết lộ tuổi của chị ấy. Đó sẽ là chiến dịch cô hai là học năm nhất. Ô tô mặc áo hút đi vì cô muốn che giấu giải ruy băng kia. Bên trong thư viện, em ấy đã nói mình thích xem tennis. Cô có đề cập rằng mình có một người bạn thích tennis. Trận đấu đó là một trận đấu tuyệt vời nên cậu rất phấn khích. Sau đó, Min chụp cho họ một tấm ảnh và giấc mơ cứ như thành hiện thực. Cô cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ có thể muốn trong cuộc sống này. Cô đã chụp bức ảnh tuyệt vời. Nếu cô ấy yêu mình thì câu hỏi đặt ra là tại sao không thể hiện mình. Cửa bị ai đó khóa và đã mở. Và đây là một vụ khá bí ẩn, bức thư tình trong câu lạc bộ. Vì vậy ô tô nghĩ là một trong ba người kia. Tiếc thay, bọn họ toàn mấy gã biến thái và chỉ có Soma là biết chuyện này, nhưng cậu không biết về mấy gã biến thái kia. Ô tô cũng nghi ngờ cả về cô bé Lọ Lem là người ngoài cuộc nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi nữ sinh trong trường đều là nghi phạm. Min không thể để họ thử như chiếc giày thủy tinh được, cậu thậm chí không có cơ hội nào để có thể thu thập thông tin hữu ích đó. Ứng cử viên Lọ Lem thứ 5 chính là phó chủ tịch. Sau lần ngã cầu thang, cô đã đứng hình khi được Min đỡ. Cô giáo có nhớ mình đi qua một nữ sinh năm 2 tên là Fuji. Cô ấy là phó chủ tịch hội học sinh và Min hẹn cô ấy nói chuyện. Fuji muốn tìm Min và trả ơn cậu bằng một túi bánh quy. Min ăn thử và khen nó ngon, mà cũng đúng thôi, cô ấy rất giỏi làm đồ ngọt. Cô được chạm vào cậu nên có thể trải qua cả buổi chiều. Đặc vụ ô tô là người chuyên chịu trách nhiệm chụp ảnh, phó chủ tịch Fuji và cô đã kiểm tra cô ấy. Cô chỉ là một học sinh giỏi nên không có gì đáng nghi cả. Theo ô tô biết, cô ấy ít thể hiện cảm xúc nhưng thường vẫn hay nở một nụ cười hiếm hoi của mình. Thi thoảng, cô vẫn mắc những lỗi ngớ ngẩn. Min cảm ơn cô về những thông tin cô cấp và cậu sẽ trực tiếp điều tra. Có quá nhiều thông tin trong một ngày và cậu thấy khả năng theo dõi của ô tô thực sự ấn tượng. Việc nắm giữ cuộc hẹn của Fuji với hội học sinh là khá khó. Yu muốn Min phải chịu trách nhiệm vì sau những gì cậu làm sẽ không ai cưới con bé nữa. Bên hội học sinh thì có vẻ khá nhiều việc kiểm tra rất quan trọng để đảm bảo ngân sách chi cho câu lạc bộ là chính xác. Cô cần phải sửa chữa những hành động sai trái và cần tình nguyện viên để nhặt rác xung quanh thị trấn. Min thấy nếu như mình tham gia thì đây sẽ là cơ hội tốt để điều tra về cô. Sai cũng có trong hội thu gom này. Fuji đánh giá cao mọi sự giúp đỡ từ mọi người. Min cảm thấy hơi vô nghĩa vì mục đích của cậu đến đây là để điều tra Fuji. Chó có thể ghen tị khi chủ nhân dành nhiều thời gian cho người khác. Sai bắt đầu đánh dấu lãnh thổ, cậu cần dừng nó lại. Và việc này giống cái lần cậu bị con chó đè ra liếm hồi ở quê. Cậu bắt đầu thể hiện khả năng đi đường quyền của mình. Đó cũng chính là bài học mà cậu học được của người ông cũng như chủ cún kia. Đã muộn rồi, Fuji rủ Min về nhưng cô lại ngã xuống suối. Cậu cho cô mượn áo của mình và sợ rằng cô bị cảm lạnh. Về tới nhà, Min bị con em trêu là bẩn thỉu này nọ. Cậu bảo với con em mình nên đi thăm ông ngoại một chuyến. Hôm sau, cậu nói chuyện với thằng bạn thân mình về công cuộc điều tra.
Cậu được mời tới văn phòng của hội học sinh để Fuji trả lại áo. Ở đây, đầy đủ tiện nghi như một khách sạn 5 sao. Cô làm bánh táo cho cậu, coi như lời cảm ơn. Khi được cậu khen ngon thì cô đã rất vui. Với cô, khi ở bên cạnh Mê là thư giãn nhất. Sau một lúc, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu thiếp đi một lúc thì tỉnh dậy, phải giật mình khi thấy hành động dại dột của con bé Fuji. Cô thích mùi cơ thể của con trai và mùi của Mên là một trong những sở thích của cô. Cô ấy nói thực sự nghiêm túc, muốn có được bộ đồ của cậu. Cô ấy thấy đó là mùi hương định mệnh, còn Mên muốn số phận đó cần phải được tan vỡ ngay. Cô đã làm rất nhiều để Mên có thể ngủ, nhưng sai ở chỗ là cô ngủ trước. Sau cùng, cô vẫn đòi đồ của cậu, nhưng Mên nhất quyết không cho. Oto là người rất thích nhìn ngắm những ngôi sao, và vào một lần, cô thấy một ngôi sao tỏa sáng dưới đất, và ngôi sao đó tên là Soma. Chiến dịch này đang diễn ra một cách thuận lợi, nhưng thực tế, Oto đang che giấu tuổi thật của mình. Khi mà Soma phát hiện ra, hẳn cậu sẽ hết hứng để nói chuyện. Mên nghĩ ra một cuộc hẹn đôi để tăng thêm cơ hội ghi điểm cho Oto. Sai được cậu mời đi chơi bowling, Oto có vẻ lo lắng, mặc dù mình tỏ ra khá ổn. Sai biết cô ấy, nhưng Mên sẽ không để Sai làm lộ chuyện. Con bé Oto là học sinh năm 3 cho Soma. Sau thì cậu giải thích cho Sai hiểu sao mình muốn cô ấy giữ bí mật. Cô là người ghét hoạt động thể thao, nhưng vì lời mời của Mên mà cô vẫn tới chơi. Sai muốn đọ sức và muốn đưa ra một hình phạt cho người ít điểm nhất. Cô làm vậy vì muốn đứng đầu từ cuối lên. Oto ném đúng một đường, ăn hết toàn bộ số điểm. Vì gia đình cô hay tới đây chơi nên cô mới có khả năng chơi tốt như vậy. Soma thì chơi không giỏi nên cậu được cô ấy hướng dẫn cho cách ném. Hai người bắt đầu thân nhau hơn và Oto có cả máy quay lén trong cặp nữa. Oto muốn từ giờ gọi Soma bằng tên. Nghe xong Soma cũng gục ngã. Sắp tới, cô mời Soma đi chơi vào kỳ nghỉ tới này. Cô cảm ơn Mên vì nếu không che giấu duy băng kia thì chắc cô sẽ không bao giờ nói chuyện được với Soma. Giờ cô ấy gần gũi hơn với người mình thích và bây giờ cô thấy rất hạnh phúc. Cậu chỉ giúp cô ấy xóa bức ảnh kia thôi. Cô đã xóa nó vào ngày mà cậu đã hứa rồi vì cô biết cậu không phải người thất hứa. Hôm nay cô mặc đồ hồng để chứng minh lời nói của mình. Cô sẽ đi nói với Soma về những cảm xúc của mình và lần này sẽ là con người thật của cô. Cô hỏi thử xem Soma có muốn về cùng mình không. Bây giờ nhìn Mên như một kẻ theo dõi, đang đi thì Oto dừng lại và bảo cô gặp cậu ở đây vào một năm trước. Hôm đó, cậu đã lấy mũ cho cô. Cô cũng cho cậu biết luôn mình là nữ sinh năm 3. Sau cùng thì Soma vẫn không chịu hẹn hò với cô vì cô hơn tuổi cậu. Soma có vẻ nghiêm túc, Oto đã rất lo lắng khi nhìn thấy cậu. Trên thực tế, chị đã mất cả năm chỉ có thể can đảm nói chuyện. Mên không đồng tình với việc Soma từ chối người khác chỉ vì họ hơn tuổi. Cậu tới chỗ Oto đang ngồi xóa ảnh thất tình các kiểu. Sau đó, Mên chia sẻ nỗi lòng và cho rằng Soma có số mà không biết hưởng để an ủi Oto. Soma tới tận đây và muốn bắt đầu lại với Oto như một người bạn. Cô chê thằng bé đúng là người tồi tệ. Chị ấy đã rất hạnh phúc khi cậu ở bên và cô chấp nhận bắt đầu lại với cậu như một người bạn. Cậu cảm ơn cô rồi đứng dậy. Mên chúc mừng cô vì đạt được mục đích của mình. Thấy phòng hơi tối nên Soma bật điện lên. Nhưng ai dè khi vừa bật lên, xung quanh phòng toàn là ảnh của cậu. Tất cả chỗ ảnh đó, Oto đều tự thú do mình chụp. Giờ Soma thực sự sốc và không biết mình có nên hẹn hò với cô nữa không. Hy vọng Fuji là lọ lem của Mên đã tan vỡ không thương tiếc. Mên thấy tất cả bọn họ đều dễ thương theo cách riêng của họ. Cậu vào phòng tắm nhưng lại bắt gặp ngay con em đang thay đồ. Mên xin lỗi con em, sự cố đó chỉ là vô tình. Trường hợp này khá hiếm kể từ lần cuối cậu nhìn trộm cô là ở trường trung học. Hai người nói chuyện với nhau và Mên hỏi những câu nhạy cảm khiến con bé muốn báo cảnh sát. Nhưng nếu cậu muốn yêu thì không sao cả, mà hơn nữa con bé sẽ ủng hộ anh mình. Sai đột nhiên tới gặp cậu chỉ vì quá chán. Cô vào phòng thì thấy mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng. Sau đó Sai bắt đầu hóa trang, mặc dù không phải Halloween hay gì. Cô ép cậu phải chơi cùng mình, nếu cậu không chơi, cô sẽ đưa tác phẩm của mình cho em gái cậu đọc. Để chơi với cô thì cậu chỉ cần vuốt đầu này nọ cũng khiến cô hạnh phúc. Nhưng đang đùa thì em Mên ganh và cô nhắc nhở nhẹ, đó không phải sở thích mà cậu có thể vui đùa được. Say về và cảm thấy rất vui với những gì mình vừa trải nghiệm. Sau một lúc lại có thêm người tới và đó là Ju, con bé cũng khen phòng cậu đơn giản gọn gàng. Ju tới là để kỷ luật cậu, sau đó lại giống như Say, nhưng lần này là con thỏ. Cô biết cậu cũng sẽ không chiều cô ý nên đã thủ luôn một tác phẩm của Mi và nếu cậu không hợp tác sẽ cho con em cậu xem. Sau đó cậu đành hạ mình làm theo những gì con bé bảo. Mên giờ lại phải giải thích với con em một lần nữa về biến cố này. Đúng là Mên có một cuộc đời bất ổn. Nan lại muốn viết thêm chuyện về Mên và cô ấy gọi hỏi tham khảo cậu, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra và cậu không muốn thảo luận về nó. Ở một bên, em cái Mên đã nghe lén anh mình nói chuyện. Cô ra hỏi về nó và cậu bảo là Nan muốn nói chuyện. Con bé đòi cậu lau khô tóc cho mình và cậu đồng ý.
Con bé muốn được ngồi lên đùi của anh vì cậu là ghế đặc quyền của cô. Hôm nay, cô thực sự ngạc nhiên về những tính cách thật sự của mấy cô gái kia. Còn anh trai của mình như một chú hề trong rạp xiếc trung ương. Con bé không tức giận lắm, chỉ là nó muốn anh mình mãi mãi là anh mình. Cậu tìm lại đồ dưới nệm nhưng phát hiện nó bị lấy cắp. Giờ cậu có thể đoán được một trong hai người bạn tới chơi nhà mình kia chính là Lọ Lem. Soma cũng đồng ý việc đặt sở thích của mình sang một bên và những gì họ muốn là chủ nhân để thống trị họ hoặc là một nô lệ phục vụ họ. Cậu nghĩ đó có nghĩa là không có cảm xúc lãng mạn nào. Có một điều phổ biến trong số những nữ sinh của trường này là thú nhận với bạn trai mình thích sẽ tăng thêm cơ hội thành công. Mên đoán khả năng một trong số hai người bọn họ là Lọ Lem khá cao, như cơ hội Man đà thắng Liver trong trận vừa rồi. Ô tô có một số tìm kiếm và họ có thể dùng tới nó để tìm lại đồ. Dù sao đi nữa, họ cũng biết một là Ju, hai là Say, chỉ một trong hai người đó là Lọ Lem. Cậu tới gặp Say và cô đang đợi cậu. Cô còn tưởng cậu hôm nay không tới nữa, cậu bảo mình có chuyện muốn thảo luận với chị ấy. Sau đó, cậu dẫn cô tới công viên giải trí. Tùy thuộc vào kết quả, cậu có thể sẽ phải đưa ra quyết định to lớn. Say sẽ phải gọi cậu là chủ nhân. Họ chơi tàu lượn và chị ấy đang mặc váy. Có quá nhiều người mặc váy nên hẳn sẽ không sao. Mê nghi ngờ cô mặc quần Lọ Lem dựa vào tính cách của cô. Cậu muốn check thử nên rủ cô chơi tàu lượn. Áp lực gió sẽ khiến váy tốc lên làm lộ quần cô đang mặc. Nhưng dè đâu, tính toán của cậu đã sai khi cậu biết váy của cô sẽ không lật lên dù có đi tàu lượn siêu tốc. Chơi trò thả tự do nhưng cậu không thấy bất cứ thứ gì nếu cứ đi cùng Say. Đến chiều, cậu vẫn không thể nào check được, kế hoạch của cậu hoàn toàn thất bại. Cái cuối, cô muốn chơi tháp đu và ở đây mình có thể kiểm soát hoàn toàn chị ấy. Sau cùng thì cậu không thể check được, tuy nhiệm vụ thất bại nhưng cậu gần gũi hơn với chị Say. Hai người tới buổi triển lãm và hẳn cậu đã cố gắng rất nhiều. Lúc về, Say muốn cụm tay với cậu và cậu để ý chị đang che giấu gì đó sau chiếc váy này. Khi lên cầu thang, cậu yêu cầu Say cho mình check sau váy. Cô đành phải làm theo vì giờ Min đang là chủ nhân của cô. Nhưng không may, lần này chị ấy không mặc gì cả. Hôm sau bảo về vụ hôm qua và nghĩ mình không đúng lắm. Cô đã về nhà và nhận ra nó xấu hổ đến mức nào. Cậu cảm thấy có một chút bất ổn nhưng cậu sẽ để tương lai của mình giải quyết. Chu cảm thấy Say có điều gì đó lạ với Min nên cô tự thân hỏi Say. Say thì không thể nói vì cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô bắt đầu nghi ngờ hai người này đã làm gì tội lỗi lắm. Nhưng thôi, dù sao, Chu cũng cần Min giúp mình trong bài kiểm tra lần này. Say liên tục viết từ kiên nhẫn lên tờ giấy với những ký tự siêu nhỏ. Min thấy hẳn cô đang có một cảm giác tồi tệ. Cậu bảo giữa mình và cô ấy có gặp một chút tai nạn. Chu muốn test độ chịu đựng của Say bằng cách làm cô ấy ghen. Sau đó cả ngày Min gọi Say thì cô ấy đều không trả lời. Cậu nói chuyện này với ô tô để tìm ra giải pháp. Cô thấy cậu hẳn thích chị ấy nên mới lo lắng như vậy. Cậu muốn mang lại nụ cười trên khuôn mặt Say mà cô đã giấu đi. Say hình như đạt tới giới hạn của mình. Chị ấy đã rất cố gắng vì cậu nhưng chị không thể chịu được nữa. Gần đây cậu hay dán mắt vào cô ga rất nhỏ và dễ thương và cô như một trái cây nguyên sơ chưa chín. Say trà vừa không quan tâm, cô đã hoàn toàn chuẩn bị cho một cuộc đánh đòn lành mạnh sau cả ngày thả rông. Tức là gần đây cô hành động kỳ lạ bởi vì cô nghĩ rằng Min trà vừa quan tâm. Giờ cậu thấy việc điều tra thêm cũng chỉ phí thời gian. Cậu hỏi thẳng luôn về vụ cô lấy đồ trong phòng của cậu. Cô nhận trực tiếp như tiếng sấm đánh ngang tai, tiếng sấm to hơn là Say còn đang mặc nó, nhưng đó chỉ là cái quần của Nam chứ không phải cái kia. Dù sao, Min cũng cảm thấy vui khi chị ấy là chính mình. Thấy vui nên cậu về chung với cô. Ô hơi nhỏ nên cậu chấp nhận ướt một bên. Chui về phòng và cậu tìm cái quần kia. Ai dè bị con bé chụp lại nên giờ cậu sẽ phải làm nô lệ cho nó. Chu cố tình đưa ra mấy cái yêu cầu bắt Min phải làm theo. Say thấy ngứa tai nên khịa con bé vòng một không bằng mình. Con bé thấy vậy cũng bảo Min yêu ngực nhỏ hơn là ngực to. Cậu phải đứng giữa hai sự lựa chọn, một là nhỏ, hai là lớn và cả hai đều là những bông hoa độc nhất vô nhị. Nhưng sau cùng, cậu đã chọn lớn và Say thắng hiệp này. Hôm đó, Min đã rất mệt. Nếu cậu có thể chứng minh rằng Ju là Lọ Lem thì cậu có thể chấm dứt được cuộc sống nô lệ này. Hôm nay thì Min sẽ phải làm quản gia của Ju nên cậu phải theo con bé từ đầu tới cuối. Vì người nhiều mồ hôi nên cô bảo mình sẽ đi tắm chút, còn cậu ở ngoài không được nhìn trộm. Đang định lợi dụng để nhìn quần con bé, nhưng cô ra cảnh cáo cậu, nếu cậu nhìn trộm, cô sẽ kết án cậu cả đời. Thấy có tiếng hét nên cậu xông vào, ai dè có con nhện nên Ju mới hét lên. Giờ Min bị kết án luôn, cậu phải cúi đầu xin lỗi cô. Nói chung, cô nói gì thì cậu phải nghe theo. Cô bắt đầu nhớ tới bà mình, khi cô còn nhỏ, bà rất yêu quý cô. Khi bà cô mất, cô cảm thấy mình như bị phản bội. Cô yêu bà mình tới như vậy, nhưng bà nỡ bỏ cô mà ra đi. Từ đó trở đi, cô dần giữ khoảng cách của mình với người khác. Và cô nghĩ rằng, nếu mình không thích ai, thì sẽ không bị tổn thương khi mất họ. Cô đơn không phải vì vẻ ngoài, mà là vì con người của cô. Cô luôn sẵn sàng chọn một mình, nhưng dù vậy, anh ấy vẫn phải tiếp tục. Dù vậy, cậu vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với cô. Lúc đầu còn nghĩ Min là một con lợn bẩn thỉu, sau cùng thì cậu vẫn luôn tử tế, dù bất chấp cô là ai. Cô thực sự hạnh phúc và coi cậu như người đặc biệt đối với mình.
Nhưng ai dè, cậu lại thấy đồ của mình. Chú bắt đầu giải thích khi cô tới thăm phòng của cậu và ngày đó cô lục lọi mọi thứ của cậu. Tình tiết giờ ngày càng trở nên rắc rối hơn. Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai, một mùa hè không có bạn gái và cậu sẽ dành thời gian hạnh phúc bên ô tô. Soma thực sự mệt với bức tường đầy dẫy những bức ảnh đó. Men thì cứ tin rằng khi mình tìm thấy bức thư tình sẽ có một cô bạn gái dễ thương. Hôm sau, Nan cứ đòi Men cởi đồ để mình vẽ phục vụ cho. Men thì chẳng thể nào hiểu được bọn con gái. Nana vẽ chân dung cậu thay vì Soma vì cậu dễ vẽ hơn. Cô chê cậu ngu ngốc, mặc dù đó không phải là lời khen. Cô bảo mình sẽ vẽ cho cậu một cái hình đẹp hơn trước trong chuyện của mình. Hai người họ uống nước và nói về sự đời. Hiện tại, cô ấy đang cần một ý tưởng. Nhờ cậu giúp đỡ nên cô đã được thông suốt. Cô cảm ơn cậu vì ngày hôm nay là một dấu hiệu cho lòng biết ơn của cô. Fuji gọi Men lại và bảo cô có một số giấy tờ cho tới cuối kỳ học đầu tiên. Cô ấy muốn có một phần thưởng cho những nỗ lực của mình. Cô còn cho cậu một vé tới hồ bơi gần đó. Men tới chỗ ô tô và thấy cô bị rơi ảnh nên nhặt lên hộ. Ai dè, cậu vô tình tìm ra lọ lem. Men tập hợp dàn harem lại và bảo mình có vé đồ bơi cho bọn họ. Bức ảnh kia đã giúp cậu xác định khá rõ cô bé lọ lem là ai. Và cậu chắc chắn rằng trong chuyến đi bơi này mình sẽ tìm ra con bé. Bọn con gái xuất hiện với bộ đồ bơi của mình. Cả bọn đi bơi, say bị đánh bay áo ngực. Hiện tại, Nan vẫn đang làm việc rất chăm. Nếu cậu giúp cô thì cô có thể đẩy nhanh được tiến độ của mình. Và lúc cô bị vấp ngã, Men đỡ cô dậy. Cả bọn tới bể bơi nước ấm. Và nãy giờ cô tìm kiếm con bé kia, nhưng người trong câu lạc bộ thư pháp không cho cậu đi. Con bé trôi nổi giữa hồ và ngồi kiểu ối rồi ôi. Cậu đặt ra câu hỏi là tại sao con bé lại nhắm vào người anh trai tội nghiệp của mình. Cô bảo đó là lỗi của cậu khi để em gái một mình và đi với mấy đứa con gái khác. Nhưng nếu chơi với cô thì cậu sẽ được tha thứ. Mizu bị ngã và cậu chạy tới xem con bé như thế nào. Cô nghĩ có thể như mình bị chuột rút rồi. Sau đó cậu bế con bé lên như công chúa, mặc dù con bé không nặng lắm. Trước đây cô cũng từng như thế này rồi. Hồi đó cô bị gãy chân và cậu phải cõng con bé về. Nhưng vì hồi đó Men vẫn còn tay yếu chân mềm nên thành ra bé cưỡi lên đầu luôn. Giờ đây Men có vẻ như quên mất khoảng thời gian đó. Hồi đó thì bọn họ cùng kích thước, nhưng giờ cậu lớn hơn cô rồi. Em cậu bảo mình vẫn ổn với việc cậu thích con trai, mặc dù cậu không thích. Con bé đọc quyển truyện manga mà Nan viết. Cô chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Đó là một tác phẩm hư cấu, nhưng sau thì cô vẫn tin. Ô tô chạy ra chỗ cậu và cậu giới thiệu chị ấy với con em mình. Cô đang làm một công việc bán thời gian, tuyển người tham dự sự kiện đặc biệt. Vậy cô có thể tham gia, nhưng không may, sự kiện đó có tiêu đề tỏ tình gì đó. Ai thắng có quyền ra lệnh cho Men và cậu phải tuân theo. Những cô gái dễ thương tập hợp lại và tham gia. Say lên phát biểu, cô tỏ tình với Men trên này luôn. Sau đó, cô giành với số điểm là 92. Người tiếp theo sẽ là Yu. Cô cũng kể về Men, mặc dù không nói tên của cậu. Thí sinh số 3 là Nan và chẳng hiểu sao, bài phát biểu của cô có số điểm lên tới 98. Người cuối cùng là Mizu. Cô nói về người anh của mình. Anh chăm sóc cô rất tốt. Số điểm của con bé lên tới 120 điểm. Với nó, cô đã phá cả thiết bị đo với số điểm cao tuyệt đối này. Men không nghĩ con em mình là người chiến thắng cuộc thi kia. Đúng là một hất thì cậu xác nhận luôn con em mình là người gửi thư. Theo ô tô đoán, mọi thứ đều đúng và Men đã có một kế hoạch đến hồ bơi này. Cậu mời con bé đi bất chợt khiến nó không chuẩn bị đồ. Sau khi mặc xong đồ bơi, cô chỉ còn cách mặc chiếc quần kia vì không còn cái nào nữa. Cậu thấy cô, thông qua một bức ảnh vô tình chụp được, cô công nhận tất cả những gì cậu nói là đúng. Có một giới hạn cho việc một người có thể cố gắng như thế nào với điều này. Hai người họ có thể yêu nhau vì cô tiết lộ họ không phải anh em ruột. Ngày hôm đó, Men hẹn họ ở công viên giải trí, cậu nhận trách nhiệm làm say xấu hổ và chính thức bước vào một mối quan hệ. Giờ cậu với cô ấy có mối quan hệ từ senpai chuyển sang thành vợ chồng. Đêm đó, hai vợ chồng dắt tay nhau đi dạo. Men giật mình tỉnh lại, cũng may đó là giấc mơ. Sau khi cô em lộ danh tính là lọ lem, Men có vẻ gắt với đứa em của mình hơn. Cậu gọi điện hỏi ba mình về chuyện của cậu và Mizu. Chẳng ai có thể ngờ được cái kết cô gái lọ lem kia là em gái của hoàng tử. Ô tô nghĩ khi họ học xong cùng năm thì hai người đã là anh em sinh đôi. Theo quan điểm của Soma, cậu thấy Mizu không tới nỗi nào. Cậu không thể chấp nhận việc Mizu không phải em ruột của mình một cách đột ngột như thế này. Hiện tại bây giờ, cậu đang muốn một nơi nào đó để ở. Cậu tự nhủ, không hiểu sao mình có thể ngu tới mức không để ý tới con bé khi sống cùng nó quá lâu. Nan thức trắng cả đêm để làm việc của mình. Cô thay đổi phương pháp và đã cháy hàng. Cả ngày nay, cô không có gì nhét vào bụng. Cô đi mua cháo cho Men để cậu uống thuốc. Giờ cậu đang bị ốm liệt giường. Theo những gì sai biết, có vẻ như Men của chúng ta bị cảm lạnh. Cô xin lỗi và họ nhẽ ra phải chăm sóc nhau những lúc cần thiết. Chị ấy đòi chăm sóc cậu bằng cách giữ ấm. Men luôn là người đã giúp chị ấy. Trong lúc đang ấp ủ thì có vẻ như chị ấy đã ngủ quên mất. Sai thực sự làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Chu vào và kéo cô ấy dậy. Hai người thế này mà cãi nhau, cứ thấy mặt nhau là lại trí chóe các kiểu. Hai người tranh giành Men, mặc dù cậu nhắc nhở họ là mình đang bị bệnh.
Không ai trong số ba người kia là lọ lem cả và họ cũng đều là những người tốt bụng với dễ thương. Nếu như họ không biến thái thì chắc cậu đã ưng ý rồi. Cậu lại mơ cái lần Mizu mới vào gia đình của mình, con bé sinh ra sớm hơn nên nó sẽ là em gái của cậu. Cậu hỏi thử tên con bé và nó phải nói rất nhỏ vì ngại ngùng. Hai người giới thiệu nhau và anh em rất thân thiện vui vẻ khi được có thêm một người bạn cũng như một người thân mới. Mình không hiểu sao khoảnh khắc đó cậu có thể vô tình bị lãng quên được. Lúc đó đã nói với con em nhưng vừa vào phòng thấy con bé trần như nhậu rồi. Cơn sốt của mình đã giảm nên con bé cũng yên tâm hơn. Cậu có thể hạnh phúc gấp đôi ngày hôm nay. Mizu nghĩ rằng họ đang đưa cô rời xa khỏi anh mình, là lỗi của cô khi để anh mình cảm lạnh. Hai người ngồi xuống nói chuyện và kể về lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô vẫn nhớ những gì cậu nói. Mình quyết định từ giờ mình sẽ vẫn là anh trai của con bé. Mizu và cậu vẫn là một gia đình với thân phận là anh em. Hôm sau, cô cảm thấy rất vui vì anh mình đã tốt hơn nhiều. Đó là một ngày may mắn, cuộc sống bình thường của họ lại tiếp tục. Một vài điều đã trải qua, một số thay đổi nhỏ, còn một số khác vẫn chẳng thay đổi tí nào. Tất cả họ đều khác nhau, nhưng có một điều vẫn giữ nguyên. Mình vẫn bị bọn biến thái bao vây. Mizu muốn mình làm bạn trai cô một ngày. Cuối cùng, bộ này xin phép được khép lại tại đây. Mọi người yêu quý, để lại cho mình một like và một đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!